con phải hiểu. Em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành, người ơi đừng quên. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người nuôi dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Uống nước nhớ làm con phải hiểu. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Phải hiểu. Em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành, người ơi đừng quên. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người nuôi dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Uống nước nhớ nguồn làm con phải hiểu. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Cha ấm áp như vầng Thái Dương, ngõ
ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dấu yêu, và con nhớ mãi những ngày tháng qua. Thầy đang làm lễ đi, nhanh khẩn trương không được hết, mà chỉ diễn ra một tí thôi. Đưa qua đưa lại ba lần. Rồi, năm lần nữa. Ba, rồi, có bác nắm lại. Thật tay nhá, thật tay nhá. Thật tay nhá. Hãy nhớ lời cha sống
cho nên người và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sách, sách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi toàn ni ra cúc 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 ni bái tất cả bái ba bái. Duy hữu Việt Nam quốc Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên thành phố phổ Yên thị xã Trung thành phường Kim Mi tỉnh thôn nay kinh thỉnh vong linh hương một nì cha là Nguyễn Ni Văn Văn Đương nay cha hưởng nghỉ thọ 56 tuổi. Cùng tiên ni tạp bàn phù lưu hương đăng 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 vân vân ni nhất tâm tâm định định lễ nhị bái ngà tất cả bái ba ba cam chiêu cáo vong hồn nề cha nay cọ duy thượng hưởng sắc sắc nghe không 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 luân luân hồi đã định nghề thương người đoan chính cần kiệm cù lao sông gửi thác về đời người sao tranh tranh nghe khỏi thương ơi ai đỡ để giường không chiêu lạnh. Anh thai dương nay chiếu đỉnh đỉnh trường mà sơn mây ai gặp cảnh u buồn thuyền bát nhã tám quy đón nở rước hà sạch mùi tục vị vui cảnh bồng mà lai nay cõi thọ cha quay về cha để lại cho vợ cùng với các con các cháu chậm chậm thương nay ngàn nỉ nhớ hà cha ơi nhớ cha mà thuở trước trong tuổi xuân xanh ơn mẹ cha đạo cá sinh thành đêm nay cha dạy dỗ đường ăn lẽ ở việc cửa việc nhà cha lo bể nghi thức nghi ra cho sum họp mì chúc bài mây đoá cương thường và đạo cả lòng lòng những lo hiếu thảo đền ơn nếp thiệp cần hằng giữ sớm hôm mọc đôi được gia phong cơ chỉ cha ơi nay buổi ngồi cam cảnh hai hàng nước mắt của mẹ cùng với các con các cháu anh em đội ngoại đầm 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 nhớ nơi ăn trốn ở giường nằm như cắt ruột sắt lòng nghề cho vợ con anh em các cháu trên trần đá thế
xin mời anh con trai cùng với anh con rể lên để rót ba tuần rượu để mời cha. Trầm mê tiêu nhất nhất ni tuần là tuần ni các con gió tuần ni gió chén ni rượu ổ điên cha ơi là ơi cha ơi mà để các con đi đền ơn đi đền ơn công sinh đi thành ơi cha tuần là tuần đi các con đã giót con đi giót là giót chén rượu đào cha ơi là ơi cha ơi mà để chén đi nào chén nào vẫn đi nguyên là ơi cha ơi tam mi tuần ni tam tuần ni con rót ni là rót rót chén ni rượu lê con ni mời là mời cha ơi cha ở nơi nào cha về lại lâm mi ơi cha toàn ni ra phúc cung ni bái ơi cha ơi rượu ba tuần ni lễ bạc ngày nay mẹ với các con các cháu anh em nội ngoại kính dâng nghi hướng ba đèn quay bay trước an hồn cha đang vang du cực lạc nay cõi hạc chân mây cha đang vui thu với cỏ cây sông núi cha ơi cha có nghe thấy tiếng mẹ và các con các cháu gọi thỉnh vong linh trình độ cha đang ở nơi đâu cha có linh thiêng cha trở về cha yên hưởng lai lâm cha ơi cha hãy phù hộ độ trì cho mẹ và các con các cháu toàn gia quyến nhân tâm bay xin mời con dâu đại diện cùng với con gái lên để gắp thức ăn vào bát để mời cha. Cha ơi bây giờ dưỡng gian thì trời cũng đã trưa rồi ôi cha ơi cũng như mọi ngày các con đi cùng với mẹ anh em nội ngoại sắp mâm cơm mi buổi trưa nay cha ơi mời cha về để cha ăn mi cơm cùng với mẹ con chúng con cha ơi con là con dâu của cha cùng nghề với con gái của cha đây cha ơi cha ơi hãy tay các con đi gắp thức ăn xẻ cơm con mời cha cha ơi thế mà bữa cơm ngày hôm nay đây các con gọi cha ba một là bảy vía cha đang phạm bất nơi nào
Cha ơi từ nay một ngày ba bữa cơm thường thì cha ăn ở nơi đâu? Các con đi xới cơm xoa đũa thì thấy thừa một đôi. Cha ơi mà đũa thừa văng cả chỗ ngồi. Điệu đi giang đức nghi bao giờ, bao giờ các con đi mới quên. Ơi cha ơi, bữa cơm buổi trưa ngày hôm nay đây, mẹ và các con gọi cha về cha thiên ngược lai lâm tuần cơm trưa. Cha ơi cha có linh thiêng cha trở về thiên ngược lai lâm, cha phù hộ độ trì cho mẹ và các con các cháu anh em nội ngoại toàn gia quyến nhân tâm mà bay. Vâng, còn giờ này đây xin mời vợ của ông lên để xót mời ông tuần trà. Ôi ông Lương ơi, tuần diệu đã qua, tuần thì công đã thoát đi. Nay còn tuần trà này đây. Ông ơi, tôi là người vợ của ông đây. Hai tay tôi rót chén nước chè này. Ông ơi vợ chồng như đũa có đôi, ngày hôm nay đây sao đũa kia lại gãy một nì. Ông thời ông đi đâu? Ông Lương ơi, dương gian bây giờ thì trời cũng đã trưa rồi. Mẹ con em đây hai tay đi rót để mời ông tuần trà. Ông ơi trà xanh chén ngọc đầy vơi, hai tay tôi rót tôi mời ông về ông yên ngược lai lâm. Để rồi ông có linh thiêng ông phủ hộ độ trì cho toàn thể gia quyến nhất tâm mà bay. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thỉnh vong linh hương hồn của ông Nguyễn Văn Lương. Giờ phút này đây lễ trung thực bữa cơm cho vong linh hương hồn của ông. Kính mong ông nơi suối bảng linh thiêng ông trở về, ông hiên hưởng lai lâm tuần rượu, tuần cơm, tuần trà cùng với vợ và các con, các cháu, anh em nội ngoại. Linh thiêng ông phù hộ độ trì cho vợ, cho các con, các cháu, anh em nội ngoại trên đời luôn luôn được mạnh khỏe, bình an. Toàn ra lễ tất đi tất cả vái ba vái. Nay nhận biết tin ông 250 về với tiên tổ. Nay toàn thể các con cháu, gia đình cụ dược ở đảo Định lòng thành về thắp nến tâm nhang, xin luôn được mạnh khỏe bình an. Em ra bà đúng nước, gia đình xin được chân thành cảm ơn. Kính viếng vong linh gương hồn ông Nguyễn Văn Lương,
nhận được tin ông 250 về với tiên tổ. Nay ngân hàng ACB ở Phổ Yên trở về đây thắp nén nhang thơm cầu chúc cho ông nơi suối vàng an giấc nghỉ ngàn thu, và để tỏ lòng thương tiếc cho đoàn xin một phút mặc niệm. Phút mặc niệm xin được bắt đầu. Và còn nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào có phải trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm mồm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người, và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sách cha hà già như quả hạ câu hà vàng bấy hà già, cha mất con hà càng xót xa. Niệm nam mô a di đà, lấy ai trông cháu ở trong hà nhà chỉ đâu còn cha. Cha ơi còn đâu thấy cha nữa rồi, nói làm sao đây? Xin mời quý vị và các bạn uống nước, gia đình xin được chân thành gặp. Mời quý vị thắp nhang xong, gia bạn uống nước, gia đình xin được trân trọng cảm ơn. Xin mời quý vị thắp nhang xong các bạn uống nước.
khóa 7981 về thắp nén tâm nhang cầu chúc trong về để ăn nghỉ suối vàng, ăn giấc ngủ đàn thu. Thắp nhang xong mời quý vị ra bàn uống nước, gia đình xin được trân trọng cảm ơn. Mời quý vị. Xin mời quý vị thắp nhang xong ra bàn uống nước, gia đình xin được trân trọng cảm ơn. Cho linh về thắp nén tâm nhang kính viếng nguồn của ông. Chúc ông nơi suối vàng ông an giấc ngủ, bà ngoại của cháu Huỳnh ở trên đời luôn được mạnh khỏe bình an. Truyền lời cảm ơn của gia đình. Là tiếng khóc của cháu đại cháu Hoàng Yên. Ông ơi. Cháu kính viếng hương hồn ông Nguyễn Văn Nương, kính thưa toàn thể gia tang cùng toàn thể thân bằng cố hữu nội ngoại xa gần, gia đình chúng tôi nhận được tin ông không may bị mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình anh em con cháu và các tập thể y bác sĩ từ địa phương đến trung ương đã tận tình chữa trị, nhưng do căn bệnh quá nặng và hiểm nghèo, ông không qua khỏi. Ông đã ra đi về với tiên tổ. Gia đình chúng tôi gọi là con nén tâm nhang trước là để chia buồn cùng gia quyến, sau là để vĩnh biệt ông về cõi vĩnh hằng. Trong niềm tiếc thương vô hạn này của cả dòng họ nói chung và gia đình nói riêng, chúng tôi không biết nói gì hơn hết. Xin có mấy lời thay mặt cho gia đình và anh em con cháu chúng tôi tiễn biệt ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Ơi, ông ơi, đời người sao mà nhanh thế, dùng rời chia rẽ âm dương, làm cho con cháu thảm thương muôn nà phần. Can trường nghĩa trọng ông đã ra đi, con cháu chưa thỏa lòng dưỡng đáp, phụ tử tình nhã thâm mi cây muôn nặng những gió chẳng ngả rừng. Ôi công y dưỡng dục tày non y ơn sinh thành tựa bề, cháu con sầu thảm hoa lọ heo hòa tàn. Cánh vật tiêu điều cây kia quạnh que,
sầu tuổi ngổn ngang nghĩ dân nàng âu sầu lưu luyến. Khi vợ mất đi chồng, các em mẹ mất anh, các con mất bố, nghe tiếng khóc mà sao trời im mà lặng. Giọt lệ này đắng mặn thấm vào tim. Dẫu biết tử sinh là lẽ vô thường, vậy mà giữa tiết trời thu đương sáng màu lắng nhạt, một màu tang phủ khắp trong ngoài. Dẫu biết trước cái biệt sầu vô hạn, nhưng tàn phai ná úa rụng trên đầu. Dẫu biết kiếp người là hữu hạn, còn cháu vẫn không tin. Ông vĩnh biệt đi rồi ông ơi, ông hãy nòng đi ông nhé, về với nơi cực lạc thiên đàng, về với nơi hoa ná ngát hương thơm. Quên sống gửi cái kiếp người lận đận, quên hết khổ đau và hờn giận ở trên đời, để ra đi thật thanh thản ông ơi, để linh hồn cất khúc vui tươi, để thể xác bớt nhẹ phần đau đớn. Ông ơi, ông vẫn còn đây hơi ấm, vẫn còn đây nơi ông gọi cháu con. Ôi than ơi, còn chi nữa mà mong đời người, thôi thế là sống một đời. Bản thân đi ông sống sáng ngời, làm gương con cháu đời đời nói theo. Ôi thôi thôi, đã đến giờ vĩnh biệt, cầu vọng ninh cõi tiên cảnh nhàn na du, yên thân xác đặt nơi tĩnh nhà thô. Chốn năm giới ông về nơi yên nghỉ, nơi dương trần con trâu nhớ khói hương. Cúi đầu đốt một tuần hương, táo quân thổ phú long vương, linh thần chứng giam cảm thương độ trì. Về phần riêng của tôi, ơi hơi em ơi, sáng mai thôi em về ở cùng cha mẹ, gặp gỡ tổ tiên nơi linh thiêng suối vàng. Và cũng ngày mai thôi, tất cả anh em con cháu lội ngoại xa gần đều đã về đây để gặp em lần cuối, và tiễn biệt em đi bồng lai tiên nã canh, nơi suối vàng an giấc ngàn thu. Để vĩnh biệt ông Nguyễn Văn Nương về nơi an nghỉ cuối cùng, đề nghị tất cả các thành viên trong đoàn dành một phút mặc niệm. Một phút mặc niệm xin được bắt đầu. Truyền lời cảm ơn của gia đình thắp nhang xong, mời quý vị ra bàn uống nước. Gia đình xin được chân thành cảm ơn gia đình cháu Hằng là con bố Long dẫn đi vào thắp nhang làm lễ viếng. Về phía cổng để vào làm lễ. Xong bởi đoàn gia bạn đúng nước, gia đình xin được chân thành cảm ơn.
để viếng vòng hoa. Anh em đi con cháu trong dòng họ trở về đau xót ngập ngùi. Thương ông nghĩ mấy lời đi khóc quầy ông đây. Ông Lương ơi, trong dòng họ Nguyễn Chi Hai từ nay đã mất đi ông mà. Thật rồi ông ơi, từ nay trở đi trong dòng họ có công to việc nhỏ thì còn đâu thấy tiếng thấy lời của ông như những ngày qua. Ơi ơi hương hồn ông Nương ơi, chia xa dòng họ tiếc thương. Hôm nay con cháu họ Nguyễn rước đưa vòng người, đưa vòng về cõi Phật ở trời, cầu vọng siêu thoát dâng bài cầu siêu. Gọi vòng ba tiếng vòng ơi, gọi vòng ba tiếng nền trời ngàn là trần. Gọi vòng ba tiếng sam mà lòng nghe kinh. Niệm Nam Mô A Di Đà. Vòng đi quý Phật vòng ơi, vòng đi vòng để bao người xót xa. Niệm Nam Mô A Di Đà. Vòng bao nhiêu tuổi vòng già, vòng bao nhiêu tuổi vòng xa cõi trần. Niệm Nam Mô A Di Đà. Ước gì nước chảy xuôi dòng, người sinh ra trước đi trước luân vòng người sau. Niệm Nam Mô A Di Đà. Bây giờ sau trước trước sau, vòng đi vòng để nỗi đau cho bao người. Niệm Nam Mô A Di Đà. Ơi ơi vòng ơi, vòng đi yên phận vòng rồi, cầu siêu giải thoát cho vòng yên bề. Niệm Nam Mô A Di Đà. Nghe kinh vòng nhớ đi về, bảo an con cháu ở nơi trần bình. Niệm Nam Mô A Di Đà. Chúc vòng nơi ấy ở bình yên, chúc vòng nơi ấy ở tu thiền, chúc vòng nhanh chóng về vòng đầu thai. Niệm Nam Mô A Di Đà. Niệm Nam Mô A Di Đà. Niệm Nam Mô A Di Đà. Kính viếng hương hồn ông Nguyễn Văn Nương. Thưa gia đình tăng chủ, gia tộc họ Nguyễn, họ Nguyễn Chi Hai, khu vực Kim Tỉnh vô cùng đau xót nhận được tin ông Nguyễn Văn Nương sinh ngày 2 tháng 12 năm 1966 là thành viên của họ Nguyễn Chi Hai. Sau cơn đau đột ngột, ông đã được tập thể y bác sĩ Bệnh viện Tim Trung ương và gia đình con cháu tận tình chăm sóc cứu chữa. Nhưng do căn bệnh hiểm nghèo, ông đã từ trần vào hồi 1 giờ 5 phút ngày 11 tháng 9 năm 2021
tức ngày mùng 6 tháng 8 năm Tân Sửu hưởng thọ 56 tuổi. Sự ra đi đột ngột của ông là một nỗi đau không gì bù đắp được, một tổn thất vô cùng to lớn. Vợ mất chồng, con mất cha, cháu mất ông, họ hàng mất đi một người anh, người em, người cháu, rồng giàu lòng, nhân ái, vị tha, đầy trách nhiệm. Ông Lương ơi, giờ đây trước linh sàng ông, chúng tôi chỉ biết thắp lén nhang thơm, ngậm ngùi vĩnh biệt, tiễn đưa ông về với tổ tiên. Chỉ biết cầu mong ông sống khôn, thác thiêng, ông phù hộ cho gia đình dòng họ được mạnh khỏe bình an. Để vĩnh biệt ông Nguyễn Văn Lương về với tổ tiên, mọi người trong dòng họ hãy dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Chào vĩnh biệt. Lễ viếng của họ Nguyễn Chi Hai ở Kim Tỉnh trở về thắp nén nhang thơm vĩnh biệt ông An Sắc Kỳ ngàn thu thương nghi nhớ ngậm mi ngùi. Gia đình xin được chân thành cảm ơn quý vị đã về thăm viếng sau khi thắp hương xong. Ông ơi, ngày hôm nay đây ai đã dùng cây để cho lá phải xa cành? Ông nghi đỗ chỉ ni ra cúc cung nghi bái tất cả bái ba bái. Duy hữu Việt là Nam Quốc nghi Thái Nguyên tỉnh nghi Thái Nguyên thành phố Cổ Yên thị xã Trung Thành nghi phường Kim Tỉnh thôn nay kinh thỉnh vong linh hương hồn nghi cha là Nguyễn Văn Lương nay cha hưởng thọ 56 tuổi cùng tiên tạp bàn phủ lưu hương đăng đẳng vật nhất tâm đỉnh lễ nhị ba
cam chiêu nay cáo vong hồn nề cha thọ duy thượng hưởng sắc sắc nghe không không luân hồi đã định thương người đoạn trinh mà cần kiệm cù lao sông gửi thác về đời người sao trách nghi khỏi thương ơi ai đỡ để giường không chiêu lạnh anh thai dương nay chiếu đỉnh trường sơn mấy ai gặp cảnh u buồn thuyền bát nhã tam quy đón rước hà sạch mùi tục vị vui cảnh bồng lai này cõi thọ chờ quay về để lại cho các con các cháu anh em đội ngoại lấy trăm thương ngàn nhớ cha ơi nhớ cha mà thuở trước trong tuổi xuân thanh ơn mẹ cha đạo cá sinh thành đêm ngày cha dạy dỗ đường ăn lẽ ở việc cửa việc nhà cha lo về nghi thức nghi ra cho sum họp mì chúc mai mây đoá cưng thường đạo cả lòng những lo nên hiếu thảo đền ơn nếp kiệm cần hằng nghỉ giữ sớm hôm mỏng lối được gia phong nay cơ chỉ ba lo bảy nghĩ vất vả chăm bề cho vẹn toàn đường nọ lối kia tuy khó nhọc nghề cha vẫn chưa cam mi hạ dạ thế mà bỗng đâu nay gió cả khuất bè cành nghề mai cho hoa lìa cây rụng canh tơi bời yến lìa tổ kêu xuân ni vò võ nay bùi ngồi cam cánh hai hàng nước mắt của vợ con anh em các cháu đầm đầm như nơi ăn chốn ở giường nằm như cắt ruột sắt lòng nghề cho anh em con cháu trên trần đà thế châm mi tiêu xin mời con trai và con rể lên lần lượt rót rượu để mời cha. Nhật nhân ni tuần là tuần ni các con đã gió con ni rót ni là rót chén rượu tiên cha ơi là mời cha ơi mà để các con đi để ơn ni công bà lao sinh ni thành ơi cha ơi nhị tuần là tuần ni con đã gió con ni rót ni là rót chén rượu đào cha ơi là ơi cha ơi mà để chén ni nào chén nào vẫn ni nguyên tam mi tuần ni tam tuần ni các con rót ni là rót chén rượu lê các con ni mời là mời cha ơi cha ở nơi nào cha về lại lâm mi ơi cha ơi toàn ni ra phúc cung ni ba cha ơi rượu ba tuần lễ bạc ngày nay mẹ và các con các cháu kính dâng hương ba nén khói bay trước an
hồn cha đang vãng du cực lạc nay cõi hạt chân mây. Cha đang vui thu với cỏ cây sông núi. Cha có nghe đi tiếng mẹ và các con các cháu anh em nội ngoại nay gọi thỉnh vong linh trình độ. Cha đang ở nơi nào? Cha có nghe thấy tiếng thấy lời? Cha ơi trở về, cha nghiêng ngưỡng lai lâm. Cha có linh thiêng phù hộ độ trì cho vợ con anh em các cháu toàn gia khuyên nhân tâm bái. Vâng, xin mời vợ của ông lên để gắp thức ăn để mời ông bữa cơm ly biệt cuối cùng. Ông Lương ơi, tình cảm phu thế này, tôi là người vợ của ông đây. Ông ơi, dương gian lúc này trời cũng đã tối rồi. Như mọi ngày này tôi sắp mâm cơm cùng với các con các cháu anh em nội ngoại xa gần, mời ông về để ông hiên hưởng nai lâm tuần cơm. Ông Lương ơi, vợ chồng thì sống bên nhau đầu gối má kề, ta nguyện lời thề sống trọn kiếp trọn đời bên nhau. Ông ơi, thế mà ngày hôm nay đây, sao ông đỡ quên đi câu nguyện ước khi nào? Ông vẫn bảo rằng nghề cho dù sông kia có cạn mà núi kia có mòn nề, thì ông chẳng bao giờ ông xa vợ xa con. Ông ơi, ngày hôm nay đây, 56 mùa xuân đâu đã phải là nhiều. Vợ ông đỡ rất tình, ông bỏ vợ bỏ con ông đi. Nay sắp mâm cơm buổi tôi là bữa cơm ly biệt cuối cùng, để gọi ông về ba hồn bảy vía. Ông phảng phất nơi đâu linh thiêng nghi, ông phù hộ độ trì cho vợ cho con cho anh em các cháu nội ngoại toàn gia khuyên nhân tâm bái. Tuần rượu đã qua, tuần cơm đã thoát, còn giờ này đấy tuần trà. Mời các con dâu con gái lên để xót nước chè để mời cha. Cha ơi, giờ phút này đấy, các con là con dâu cùng nghề với con gái của cha đây. Bây giờ thì trời cũng đã sắp tối rồi, các con đi rót mời cha tuần đi cha. Cha xanh nghi chén ngọc đầy vơi, hai tay các con rót con mời cha về, cha nghiêng ngưỡng nai lâm. Cha ơi, cha linh thiêng, cha phù hộ độ trì cho toàn thể các con các cháu anh em nội ngoại toàn gia khuyên đi nhất tâm bái. Đây là tuần rượu, tuần cơm, tuần trà, vợ cùng với các con các cháu anh em nội ngoại đã mời cha về để rồi cha hiên hưởng nai lâm. Còn giờ phút này đây, ông Lương ơi, cha ơi, này vợ cùng với tất cả các con các cháu anh em nội ngoại, cha ơi, dâng mời cha bữa cơm ly biệt cuối cùng.
cha ơi, còn giờ phút này đây, cha ơi chỉ còn lại có một đêm nay, đêm cuối cùng mà thôi. Cha còn ở trong nhà với mẹ và các con, các cháu trên đời. Cha ơi đường về Tây Trúc nghỉ ngơi, sáng ngày mai đưa cha đi, cha về đây an giấc nghỉ bộ phận. Này mẹ và các con, các cháu, anh em nội ngoại, dâng tiền vàng kim ngân đi cho cha, để sáng mai cha làm lộ phí hành sai, ngày mai cha lên đường nghỉ. Vâng, xin mời tất cả các anh, các chị, các bác, chúng ta thành tâm mỗi người một ly một lai chút tiền. Người giàu thì một khóa, người khó thì một lén, đặt vào đĩa tiền. Cha ơi, lúc này đây vợ cùng với tất cả các con, anh em, các cháu nội ngoại thành tâm mi cuộc gạo cuộc tiền này, để kính dâng lên cho cha làm lộ phí hành sai, ngày mai cha lên đường, cha về Tây Trúc. Cha ơi, đi khắp thế gian này đây, không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông nghi không đong đầy được tình mẹ, mây trời lồng lộng thì chẳng phủ kín công cha ở đời. Cha ơi, mẹ và tất cả các con là trai gái rể dâu cùng các cháu, chưa lúc nghỉ hạ này. Cha ơi, dâng nghỉ mời tuần nghỉ rượu, tuần nghỉ cơm, tuần nghỉ trà, tiền đi vàng kim đi ngân đi này mà dâng mời cha đây. Tôi cũng đành quỳnh quỳnh biển cha ra đi, nay cha về nơi an đi giấc nghỉ vàng nghi. Cha có linh nghi thiên cha về, cha giang tay cha phù hộ cha độ trì cho tất cả vợ con, anh em, các cháu trên đời mạnh khỏe bình an. Tòa ni ra lễ tất cả vái ba vái. Vâng, kính thỉnh vong linh hương hồn của ông Nguyễn Văn Lương lễ thúc chúc thực bữa cơm buổi tối hôm nay là bữa cơm đi biệt cuối cùng. Để rồi vợ cùng với tất cả anh em con cháu nội ngoại kính mong ông trở về yên cường nay lâm phù hộ độ trì cho toàn thể vợ con anh em các cháu nội ngoại ở đời luôn được mạnh khỏe bình an. Toàn ni ra lễ tất cả vái ba vái. Sau bao nhiêu cha ơi cha già dâu yêu, và còn nhớ mãi những ngày tháng qua. Kỷ niệm năm nào có phải trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ đêm trường xa lạnh
và cha. Năm mồm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người. Và con ơi chớ bao giờ dối gian, nghèo thì cho rách, rách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu được tin buồn, đội hiếu thôn Kim Tỉnh, chúng tôi về đây xin chia buồn cùng toàn thể giao quyến. Xin thắp cho ông một tuần nhang để tiễn biệt ông về nơi suối vàng. Chúng tôi xin một phút mặc niệm, một phút mặc niệm bắt đầu. Gia đình tăng chủ cùng toàn thể quý khách gần xa, nhận được tin do căn bệnh hiểm nghèo, mặc dù đã được gia đình hết lòng cứu chữa nhưng ông không qua khỏi. Hội viên phụ nữ chúng tôi mất đi một người chồng, các con mất đi một người cha, các cháu mất đi người ông đáng kính. Đại diện cho chi hội phụ nữ xóm Kim Tỉnh, chúng tôi về đây thắp cho ông một nén hương thơm, chia buồn sâu sắc cùng gia đình và chúc ông nơi suối vàng yên giấc ngàn thu. Sau đây để tưởng nhớ tới ông, xin mời toàn thể chị em dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Kính viếng hương hồn ông Nguyễn Văn Lương. Thưa gia đình tang chủ, nhận được tin buồn, hội hiếu người Kim Tỉnh đã đến tổ chức tụng niệm cho cụ và dâng cho cụ mấy đường kinh, cùng như vậy là mấy tuần tế hương hoa đăng rượu chầu nước. Xin mời các cụ chuẩn bị. Ôi hỡi hương hồn ông nương ơi, các cụ đây trong đội tuổi cao, được tin ông mất đã vào viếng thăm, dâng lên ông một tuần đăng trước linh hồn ông biết chẳng hỡi à. Ơi hỡi hương hồn ông nương ơi, xin mời con cháu trong nhà ra ngoài này để dâng lễ cho cụ mấy tuần lễ, tế cho ông mấy tuần lễ. Xin mời con cháu ra ngoài sân để cùng các cụ tế cho ông mấy tuần lễ. Ơi hỡi ông nương ơi,
Hương này dâng lên ông một tuần, trước linh hồn ông biết muôn phần nhớ thương. Ông đi quy Phật quy tiên, con thương cháu tiếc bạn phiền ông ơi. Hôm nay đành rằng số báo tại trời, hôm nay ông đã xa lời cõi trần. Ơi hỡi hương hồn ông nương ơi, ơi hỡi hương hồn ông nương ơi, rượu ngon dâng lên ông hôm nay, nhớ khi sống ở trên đời có nhau. Ông về cực lạc Tây Phương, có kinh nhà Phật dẫn đường ông đi. Con cháu không phải nghĩ suy, có kinh nhà Phật ông cứ đi an toàn. Ơi hỡi hương hồn ông ơi, ơi hỡi hương hồn ông nương ơi, chầu cầu dâng lên ông hôm nay, trước linh hồn ông nhớ những ngày đã qua. Hôm nay ông đã đi xa, cởi chầu vĩnh biệt ông đã từ đây. Ơi hỡi hương hồn ông ơi, hai tay dâng chén nước lành, tiên não lòng thành mong ông hưởng cho. Nước này là nước thơm tho, nước này ông uống không no nắng gì. Từ lấy vắng bóng ông rồi, biết bao giờ ông lại tại hồi trần gian. Ơi hỡi hương hồn ông ơi, ơi hỡi hương hồn ông ơi, hoa đang đua lở trên cành, hôm nay ông mất hoa đành nỉa cây. Dâng lên những đoá hoa lầy, hoa vàng hoa trắng tỏ lòng tiếc thương. Gọi là của đội dâng hương, có mấy lời ngắn ngủi chân phương viếng hồn. Hỡi hương hồn ông ơi, chúng tôi trong đội chân quy, nghe tên ông mất đến thì viếng thăm. Tuần hóa đăng dâng hương rượu châu nước, tiễn ông về tây chúc thánh thời. Chúc ông yên giấc ở lời suối vàng. Nam mô Bồ Tát Thế Tôn, tiếp dẫn linh hồn về mãi Tây Phương. Từ đây xa cách đôi đường, ông ơi ông nhận lấy đội dâng hương viếng hồn. Ơi hỡi hương hồn ông ơi, tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Vừa rồi là tôi xin các cụ trong đội hiếu chúng tôi xin dâng hương, dâng 6 tuần hương hoa đăng rượu chầu nước cho cụ, mong cụ như vậy lai lâm hiến hưởng ngọn đèn nén nhang. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Bây giờ tiếp theo chương trình, các cụ trong hội hiếu xin độ liệm cho ông mấy đường kinh nhà Phật
để ông ra đi về với suối vàng cho thanh nhàn mát mẻ. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà. Niệm Nam mô A Di Đà. Niệm Nam mô A Di Đà. Gọi vòng ba tiếng vòng à ơi. Gọi vòng ba tiếng à lên trời ngàn à trần. Niệm Nam mô A Di Đà. Gọi vòng ba tiếng à sang lòng. Niệm Nam mô A Di Đà. Nam mô Đức Phật A Di Đà. Khỏi hương nghi ngút vào giã trong ngoài. Niệm Nam mô A Di Đà. Đầy thiền mãn quả ra lời hồng à trầm. Lời viếng. Kính viếng hương hồn đồng chí Nguyễn Văn Nương. Kính thưa gia đình tang chủ cùng toàn thể anh em họ hàng thân bằng cố hữu gần xa. Trong lúc cán bộ và nhân dân thôn Kim Tỉnh nói chung, câu lạc bộ cựu quân nhân nói riêng chuẩn bị vào vụ thu hoạch lúa đông xuân, thì nhận được tin báo của gia đình bà Đào Thị Chiên. Tin báo của gia đình bà Đào Thị Chiên có chồng là đồng chí Nguyễn Văn Nương, qua một thời gian lâm bệnh nặng, đã được gia đình cùng toàn thể y bác sĩ từ địa phương đến trung ương tận tình cứu chữa. Nhưng vì căn bệnh quá hiểm nghèo, đồng chí đã chút hơi thở cuối cùng vào hồi 1 giờ 5 phút ngày 11 tháng 9 năm 2021, tức là ngày mồng 5 tháng 8 âm lịch. Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với gia đình. Vợ mất đi một người chồng mẫu mực, con mất đi một người cha yêu quý, xóm làng mất đi một người công dân tốt, hội mất đi một hội viên tích cực. Trong lúc đau thương này, chúng tôi, các thành viên trong câu lạc bộ cựu quân nhân, có lén hương thơm, có vòng hoa thắm, đứng trước linh sàng của đồng chí. Xin dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Thay mặt gia đình xin cảm ơn các đồng chí trong hội cựu quân nhân. Anh tôi sau một cơn bạo bệnh, mặc dù đã được gia đình tận tình cứu chữa, anh tôi đã được các y bác sĩ giỏi từ địa phương tới trung ương hết lòng cứu chữa và cũng đã được bà con khối phố thăm hỏi động viên, nhưng do bệnh nặng anh tôi đã không qua được và chút hơi thở cuối cùng vào hồi 1 giờ 5 phút ngày 11 tháng 9 năm 2021, tức ngày mùng 5 tháng 8 năm Tân Sửu. Các đồng chí đã bớt chút thời gian quý báu tới thắp hương kính viếng và chia buồn cùng với gia đình. Thay mặt gia đình xin cảm ơn tất cả các đồng chí. Sau khi thắp hương xong, mời các đồng chí ra khu tiếp đón của gia đình uống nước. Cảm ơn. Đùa ngày trời thân thoạt vui gì mà vui. Để đưa ông đi qua sông Hải Hà về bên kia chín suối. A Di Đà Phật. Trên bên sông có chín tầng mây, mây trôi ra biển, tôi là người của bốn phương.
nào ai Nam Bắc Tây Đông muốn sang cảnh Phật phải qua con đò treo mở nay ra nước sông giữ thời ông nương ơi treo mở nay ra vượt chứ vượt qua này cơn sóng dữ a ơi a mà để băng nghĩ qua băng qua sông hải hà đưa em về bên tây trúc thành thơi ơi hỡi hương hồn ông nương ơi đò đã đến bên kia rồi chăn màn quần áo mời ông xuống đò khoan đi hỡi dô khoan đi này họ khoan thuyền nào mũi cao khoan hỡi dô khoan là thuyền Nam Tàu ông chớ có sang khoan lại họ khoan mời chứ mời ông bước chân xuống đò khoan hỡi dô khoan con cháu trả tiền đò cho ông đi khoan lại họ khoan biển trời sóng gió bao la khoan hỡi dô khoan trăng thanh gió mát ông đã tới đây khoan lại họ khoan thanh nhàn ông hãy nghỉ ở đây khoan hỡi dô khoan để tôi chèo chiếc thuyền này đưa ông đi qua khoan hỡi dô khoan đường về mưa gió chân gành khoan lại họ khoan có thuyền nhà Phật vẫn đang đứng chờ khoan hỡi dô khoan ông ơi chứ mời ông bước chân xuống đò khoan lại họ khoan đường về Tây Trúc gặp gành bao xa khoan hỡi dô khoan mặc dù sóng cả nước nghi to khoan lại họ khoan thuyền các cụ chờ chẳng nó nắng gì khoan hỡi dô khoan công nghị cha như núi Thái Sơn khoan lại họ khoan nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra khoan hỡi dô khoan một lòng thờ mẹ kính nhi cha khoan lại họ khoan cho tròn chữ hiếu mới là đạo con khoan hỡi dô khoan khoan lại họ khoan đò đã đến bên mà ông y ơi khoan hỡi dô khoan ông về Tây Trúc là nơi thanh nhàn khoan lại họ khoan mẹ sinh ra mấy người con khoan hỡi dô khoan cho lên mẹ mới heo hon khi tuổi già khoan hỡi dô khoan mong
ngày ai thấm bánh đông ngày quà khoan lại họ khoan mong ai chốt lên mẹ mới heo hòn tuổi già khoan lại họ khoan mấy lần thai nghiên xót xa khoan hỡi do khoan mấy lần sẽ ruột sinh ra mấy người khoan lại họ khoan mẹ mong con sớm lên người khoan hỡi do khoan bỏ công cha mẹ một thời nằm than khoan lại họ khoan xem ai có đức có nhân khoan hỡi do khoan xem ai trả nghĩa đền ân khi mẹ già khoan lại họ khoan xem ai tấm bánh đông quà khoan hỡi do khoan xem ai mẫu tử mẹ già nuôi con khoan lại họ khoan đò đã đến bên ông ơi khoan hỡi do khoan cụ về tây trúc là lơi thanh nhàn khoan lại họ khoan đò đã đến bên hải hàm khoan hỡi do khoan cắm sào cho chắc bắc cầu cho ông khoan khoan hỡi do khoan khoan lại họ khoan khoan hỡi do khoan khoan lại họ khoan cha già như quả cau vàng khoan hỡi do khoan bây giờ cha mất con càng xót xa khoan lại họ khoan nay ai trông cháu giữ nhà khoan hỡi do khoan không bằng có mẹ có cha trên đời khoan lại họ khoan còn cha con cậy con trông khoan hỡi do khoan bây giờ cha thác như đồng xa mưa khoan lại họ khoan còn cha đi sớm về khuya khoan hỡi do khoan đồng quà tấm bánh con đưa dịu dàng khoan lại họ khoan con nghe cha gọi con sang khoan hỡi do khoan điều hơn lẽ thiệt con bàn cùng cha khoan lại họ khoan đò đã đến bên ông ơi khoan hỡi do khoan ông về tây trúc là lơi thanh nhàn khoan lại họ khoan đò đã đến bên hải hàm khoan hỡi do khoan cắm sào cho chắc bắc cầu cho ông khoan khoan lại họ khoan khoan hỡi do khoan khoan lại họ khoan khoan hỡi do khoan khoan lại họ khoan bây giờ đã chở ông đã đi đò dọc rồi bây giờ chở ông đi chuyến đò ngang cho ông được đi đò cho nó siêu sinh tịnh độ. Mô Phật nhé. Đò dọc ông chào công ơi. Mô Phật. Đò dọc ông đã chở rồi. Mô Phật. Tôi xin tái hồi chở chuyến đò ngang. Mô Phật. Thuyền
nguyện tôi nên thác mà xuống gành mô Phật. Nhờ thầy nhờ bạn hộ hàng thuyền tôi mô Phật. Đò dọc ông chào công ơi mô Phật. Giờ tôi xin phép tôi sang chợ liền mô Phật. Chờ cụ về bên Tây Phương mô Phật. Ông bước chân xuống thuyền tôi chở ông sang mô Phật. Thuyền tôi mui bạc thuyền vàng mô Phật. Chờ đêm cũng đẹp chờ ngày cũng hạ sinh mô Phật. Thuyền tôi chở có một mình mô Phật. Ông về là về Tây Trúc là lời vĩnh hằng mô Phật. Thuyền tôi đỗ bến treo neo mô Phật. Tôi bắt tay lái tôi chèo cũng sang mô Phật. Thuyền đã đến bến ông ơi mô Phật. Ông về Tây Trúc là lời vinh hằng mô Phật. Thuyền đã đến bến ông ơi mô Phật. Ông đi nê Phật để thuyền tôi xuôi về mô Phật. A Di Đà Phật. Vừa rồi hội hiếu người cao tuổi của xóm Kim Tỉnh đã dâng cho ông những đường kinh và đã trèo một đoạn đò để đưa ông xuống thuyền qua bến Hải Hà về với thế giới Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật. Lần cuối cùng tôi xin được cảm ơn gia đình đã đón tiếp đoàn chúng tôi và đã dành cho chúng tôi những tình cảm rất là thân thiết. Xin lần cuối cùng xin chúc ông nơi suối vàng an giấc ngàn thu. Bây giờ là phút chia ly, trong tình các cụ còn ghi những lời tỏ lòng các cụ chúng tôi, gọi là cũng có mấy lời viếng thăm. Bây giờ cụ thác về âm, chúc ông yên vui giấc mộng ngàn năm suối vàng. Nam mô niệm Nam mô A Di Đà. Niệm Nam mô A Di Đà. Chuẩn bị của gia đình sau khi thắp hương xong mời quý vị ra bàn uống nước gia đình. Cho ba cháu trên đời luôn luôn được bình an. Hôm khuya khoắt không biết giờ này ông lái đò còn thức hay đã đi ngủ. Cha ơi, các con các cháu sẽ gọi ông lái đò để van lại ông lão xem ông có ra tay làm ơn làm phúc để chèo chở cho cha qua sông hay không. Này này ông nghe lái đò ơi, ông hãy mau mau ra tay làm ơn làm phúc để chèo chở cho cha con qua sông nghi. Ông lái đò ơi, ông hãy mau mau ra tay làm ơn làm phúc để chèo chở cho cha chúng con qua sông đi. Ông lái ơi, trời đang trở về khuya mất rồi. Ông lái ơi, ai này quý khách ơi, à sao đi đâu mà sớm hôm thì chẳng gọi đò, ây à đêm hôm cứ réo ra réo rắt gọi đò, ây à số lần não cũng trèo cũng chờ nhưng mà não kể cái câu chuyện cái hôm mà lái của hôm ấy. Hôm nào cái có hai cha con nhà nào mồm thì niệm Phật, tay thì chấp Nam Mô, không cho sang thì ban đài khóc, cho sang rồi thì phất mặt lão ngay. Ê ngày hôm nay em chẳng mắc cái dài, chưng chắc là chị, chưng nhị là em. Có gạo có tiền lão trèo lão chở, không gạo không tiền thì cứ đợi đến đến em ngủ, đến sáng ngày kia em dậy trèo chở luôn cho cả thế nhá.
Lão ơi, lão cứ yên tâm đi, các con, các cháu, anh em đội ngoại thành tâm, mỗi người một đi một lai đầy đủ tiền đò đây cho lão đây rồi. Lão ơi, lão ra đi. Phải rồi. Nhớ là hết bao nhiêu gạo tiền để cháu con là thanh toán. Em ra là không có gạo tiền, em lại về em ngủ đây. Được rồi, lão ơi, lão ra đi. Các đạo quan khẩu nhịp tiếng trống để em ra là khấn lò để đưa ông Vương về bên kia Tây Trúc nhá. Được rồi lão ơi, ra đi không mà trời nó trở về khuya mất rồi lão ơi. Em ra đây đạo quan ơi. Chiều chiều ra đông bên bờ sông. Chào ông Đái Đỏ. Ây à, hỏi quý chẳng phải ngày hôm nay em ra đây có phải viêm danh mình không nhỉ? Thế không xưng danh thì ai biết là ai? Ây em đây là các cụ trong xóm ngoài đàng thường gọi em là giả thực hai ngang. Ôi sao lại là giả thực hai ngang? Ây ngày ngày em xa xóm em đại xa làng. Xa làng. Em đi bè bạn với dòng sông rồi bến nước. Bến nước. Ây à, thế mà thuyền của em thì được kẻ ước người ao. Kẻ ước người ao. Ấy được ông bắt đầu năm tàu ký tên và chọc dấu đấy. Đóng dấu chứ sao lại chọc dấu. Thế là đóng dấu à? Ai rồi. Em mới quên vậy. Có đào quan ơi. Sao đây? Có ai gọi gì lão thế? Khách gọi đò đây. Thế là có khách gọi đò à? Phải rồi. Chết đến từ nãy đến giờ em ra đây cứ nằm nhảm kéo ông Vương đợi đông của chết nhây. Đúng rồi. Tiếu ơi. Đã nhau có đò trong bến đi Tiếu ơi. Được rồi. Đò trong bến từ đâu rồi? Nào, mời bác ngang ngồi này đằng sau này để ông lái là cân đò để xem mà ông Nguyễn Văn Vương nhường mình ông nhận chưa. Mô Nam Mô A Di Đà Phật. Mô Phật. Mô Phật. Này ông chào công ơi. Ông đi đâu để bên lạnh đùng. Thuyền ông lao du ngày tháng. Sông hải hà nước còn lênh đênh nang. Vãi tôi đem tiền ra thương ông đây. Ông ra nhận lấy tiền nhân hạ này. Lễ này chẳng nhỏ chẳng to, xin ông nhận lấy làm trò cho ông tôi suốt đêm nay. Mô Phật. Mô Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Cụ cho con hỏi cái tiền này là của con của cháu hay là của cụ đây? Con cháu ông Lương à, con cháu cho rồi cụ để mà mua dầu mua khó. Cụ này cho thế này em chẳng nhận thì em lại thấy ngài. Thôi, thế thay mặt anh em trong đoàn nhạc hiếu nhá. Cảm ơn cụ, chúc cụ sống lâu trăm tuổi. Lúc nào đủ 40-50 thì nhớ này, gọi anh Tổ Phương nhá. Em Nam Mô A Di Đà Phật thì cảm ơn cụ nhá. Mô Phật. Em nhận phần trên, còn phần dưới thì em phải tái hồi này. Cụ này tiếp tục nhá. Con giả cụ cái đĩa đi. Giả cụ cái đĩa. Mô Phật. Con giả cụ cái đĩa để cụ này. Ấy làm sao nhá. Con đạo quan ơi. Đạo quan. Cảm ơn cụ nhá. Sao đây. Nhịp chẳng trống mà để em thắp hương đèn ông khấn khứa xem là ông Nguyễn Văn Vương ông nhận chưa nhá. Được rồi.
Đã chuẩn bị cấn ông thần đọa thần bến đi nhá, không là trời đang sắp trở về khuya mất rồi đấy. Ây à, các cụ vừa bảo rằng làm ba nén nhang thông thì thấu tận tiểu trùng. Ây ngày hôm nay là ông Nguyễn Văn Vương ông đủ số phi tiên về chùa. Hôm nay là em thành tâm em khấn thắp từ ba nén xem là thấu đến đâu. Ây ơi, trong khi là thắp nhang để khấn đò để các con các cháu anh em nội ngoại gần xa lòng thành về đây. Hãy thành tâm vào đây là thả tiền đò nhá. Ai có nhiều thì thả nhiều, ai có ít thì thả ít. Người giàu một bó, người khó thì một nắm. Cứ thành tâm vào đây mà thả tiền đò. Rồi ông Lương ông về phù hộ độ trì cho toàn thể các con các cháu đầu năm chi giữa nửa năm chi quấy. Đều lành mang đến điều nữ túng phú thắng phương con người quân của luôn được an khang thịnh vượng. Nam mô A Di Đà Phật. À, hương thắp rồi. Các đạo quan được hợp nhịp tiếng trống để lão khấn xem ông Lương Nhạn chưa nhá chuyết, đỏ quá rượu còn chưa rót. Trong khi đã thắp nhang góp rượu là các con các cháu lòng thành cứ vào đây thành tâm và thả tiền đò nhá. Lão xem này còn thiếu thiếu cái gì nữa không? Công việc thì phải ngại đâu, cho ông một thì ông mai ông đẩy cho 10. Có phải công đạo quan vậy? Phải rồi. Đạo quan đây khẩu nhiệm tiếng trống để em cấn đò nhá. Được rồi, lão cấn đi. À, con nam mô A Di Đà Phật. Mô Phật. Con này mô Phật. Mô Phật. Con này mô Phật. Con sao lại phụng Phật mãi thế ông lão ơi? Con mới được thiếu cái gì tiến chủ con diễn tiết chúng sinh. Có hương nhang hai trò quả thực có đây rồi nhưng mà chả biết được thiếu cái gì nhé. Mãi mãi mà chẳng ta được khẩu nên đầy vong linh ông hồn ông Nguyễn Văn Vương. Đây ông ở đông ở tây ở nam ở bắc ở ngã ba đường ông hai mong mong bước xuống mặt thuyền để toàn thể các con các cháu lòng thành ở đây để thả tiền đò để đưa ông về để thăm cánh quảng quảnh điện chùa gần xa. Dấu phù hộ độ trì cho toàn thể anh trên em dưới toàn thể các con các cháu lòng thành ở trên đời luôn được mạnh khỏe bình an. Ây à, con nam mô A Di Đà Phật. Con lại mô Phật có thấy vái gì không? Con đạo quan ơi. Chết được các bác là cứ ngồi nhăn cỗ thế kia thì làm sao mà tá được khẩu. Nào các bác thành tâm quỳ lên nhá. Quỳ lên đi. Thành tâm quỳ lên em vái là một vái thì vái một vái. Mà vái hai thì vái hai nhá. Nhớ tránh em ra để mai em còn đưa ông ra đồng. Nào. Bắt đầu con ấy để em khấn nhá. Ây à con nam mô A Di Đà Phật. Ây con lại mâu Phật đi kim cứu tấu vị Việt Nam quốc. Ây à thái nguyên tỉnh phổ yên thị trung thành xã đi kim tỉnh thôn. Nay cái thỉnh long hồn của ông là Nguyễn Văn Lương ông ở đông tây nam bắc ông ở cây cao bóng cả ông ở ngã ba đường. Ông mau mau bước xuống mặt thuyền để lái tôi chèo chở đôi đi thăm bóng cảnh đặng chùa gần xa. Con nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật. Thôi được rồi, các đạo quan là đúng là tốt nết thì dễ van. Nào, có đạo quan khẩu nhiệm tiếng trống để lão khai quang đò nhá, để đưa ông xuống bến. Được rồi. Cái quang ý khai quang, cái quang mà khai quấy. Thuyền thì bằng ngã dây đi, đông bằng ngã hồ. Thuyền ở trên phố, thuyền thì không mà dưới nước. Khai quang ý khai quang, bóng ngồi mà cho chắc đi. Kéo ngã này bóng ơi, con cháu bảo nhau vào đây thả tiền đi đò. Đúng là tốt nghĩa thì dễ van. Cơ đạo quan ơi. Sao đây? Em mà có ý kiến nho nhỏ thế này nhé. Ý kiến gì? Cả cuộc đời thì ông Lương là vất vả về các cháu các con. Phải rồi. Hôm nay ông thắc chẳng còn. Em muốn cùng toàn thể các con các cháu lòng thành đưa ông đi khâm cảnh điện chùa gần xa. Phải rồi. Hát theo làn là dân họ Bắc Ninh có được không, có đạo quan nhé? Phải rồi. Nào xin mời một bác con dâu một bác con gái đi lên để thay đổi cho ông nào.
mỗi người ngồi một bên. Đây. Bà ngồi hàng xuống đi, bà ngồi hàng xuống, ngồi hàng xuống đi, ngồi thoải mái đi. Một tay thì giữ ảnh, một tay thì bà giữ mâm đây. Nào, chị con dâu đấy, một tay thì giữ bên này, một tay thì giữ đây. Thế nhá, nào xoay như thế này, xoay nhẹ nhàng thế này, nhớ phải giữ ảnh kẹo đố. Thế xoay đều thế nhá, xoay đi thử xem nào. Thôi được rồi, lúc nào đoàn đưa ông vào thăm chùa Hương thì gọi một câu thật to lên nhá. Bà ơi cha ơi, con cho tiền cha vào thăm chùa Hương nhá. Nhớ chưa? Gọi thử một câu xem nào. Cha ơi, con cho thuyền cha vào thăm chùa Hương. Nói thế thôi chứ tiền đâu. Thôi được rồi, thành tâm nhá. Nói xuông với ông. Nào nhớ xoay thế này. Xoay nhẹ nhàng nhớ là giữ ảnh kẻo đố. Rồi được rồi. Đấy. Còn đâu thì các bác đứng dậy đi theo ông Đái thì cháu chở đưa ông đi thăm xin mời các bác đứng lên. Các bác thành tâm, mỗi người một ni một nay, người giàu một bó, người khó thì một nén, đi vòng quanh thuyền để thả tiền đỏ cho ông nhá. Ơi dồ qua nơi hời họ qua, cha này vào thăm, cha này vào thăm đi, 30 sau cảnh đền chùa. Từ trung thành nhì cha bước đi chân đi đi, cha ơi thằng ấy con đường nghề, thằng ấy con đường nghề Sóc Sơn đi cha tôi, thằng ấy con đường nghề tôi để Sóc đi cha vào thăm đi, cha này được vào để Sóc Sơn cha này vào. Ôi dô quan đi hỡi lại hò quan, đưa người cha cháu con, đưa người cha đi thăm cảnh lên chùa. Xong rồi cha thằng nghe đường đi, cha ơi vinh phúc đi cha về, thằng nghe con đi đường tây tiên đi cha vào tôi, thằng ấy con đường ngã tôi phú thọ cha dừng nghỉ chân đi, cha đây được vào đền hùng cha này vào. Hỡi dô quan hỡi lại hòa qua, đưa người cha các con đưa người cha đi thăm ma đền hùng. Xong rồi cha thằng ấy đường ngã đi, thằng ấy con đã đường nghỉ quán sứ cha vào tôi, thằng ấy con đường ngã tôi chùa Hương cha vào thăm đi, cha đây được vào cạnh chùa Hương cha này vào. Hỡi dô quan hỡi lại hòa quan, đưa người cha cháu con đưa người cha chùa Hương cha vào. Xong đi rồi xa thằng ấy đường đi, cha ơi tôi đất đi bình, thằng ấy con đường ấy nhanh lên đi cha tôi, thằng ấy con đường ngã tôi bài đinh đi cha về thăm đi, cha này được vào chùa bài đinh ninh nhớ. Hỡi dô quan đi hỡi lại hòa quan, đưa người cha các con đưa người cha đi
cành nghề chùa. Xong nghĩ rồi cha thằng nghề đường đi. Cha ơi cha thằng nghề con đường. Thằng nghề con là đường nghề bác đinh nghề cha tôi. Thằng nghề con đường ngã tôi. Ba vàng cha dùng nghỉ chân đi. Cha nay được vào chùa ba vàng cha được vào. Xong nghe rồi ơi hỡi cha ơi. Cháu con đi lại đánh con đò. Đưa cha vào cha thăm mi chùa nhé. Thăm mi chùa nhé. Cha ghé vào thăm mi cha thăm các cành nghỉ chùa. Cha thăm mi cành nghỉ chùa. Xong đi rồi cha thăm nghỉ đường đi. Cha ơi nhân tử cha vào thăm nghỉ con nghỉ đường Lạng Sơn đi cha tôi. Thăm nghỉ con đường ngã tôi. Cha ghé đây vào thăm mi. Cha đánh được vào đền mẫu cha này vào. Hỡi dô quan hỡi lại hòa quan. Đưa người cha đi thăm các cành nghề chùa. Xong đi rồi cha thăm nghề đường đi. Cha ơi đồng đăng cha vào. Thằng nghề con là đường nghề tam thanh cha tôi. Thằng nghề con đường ngã tôi. Cha ghé đi vào thăm mi. Cha đánh đường vào đồng nghị thanh cha này vào. Ôi dô quan đi hỡi lại hòa qua. Đưa người cha đi thăm các cành nghề chùa. Xong đi rồi cha thằng nghề đường đi. Cha ơi thật thế cha bảo. Thằng nghề con đường nghề cháu bé cha bảo tôi. Thằng nghề con đường nghề tôi. Bác cả này cha về thăm mê. Cha đánh được vào để thăm cha này vào. Hỡi dô quan đi hỡi đại hòa quan. Đón đoàn nhạc hiếu làm trò cho vui. Mô Phật. Chúng tôi là giới lão bà. Tôi có một giải tôi ra thương đoàn. Giải này không nhỏ chẳng to. Xin đoàn nhận lấy làm trò cho ông nương tôi suốt đêm nay. Mô Phật. A Di Đà Phật. Mô Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Cụ ơi dạy thầy chẳng nhỏ mà cũng chẳng to. Mua châu thì thiếu mà mua bò để lại cặp thêm. Thôi này lòng thành cảm ơn cụ nhá. Chúc cụ sống lên 40 năm tươi, sống vui, sống khỏe ở đời với con với cháu. Thôi để xin phép em phải đưa tiếp ông lương đi nhá. Vâng, cảm ơn cụ. Sống đi rồi cha thằng nghề đường đi. Cha ơi để thằng mấy cha vào. Thằng nghề con đã đường nghề. Cha ơi cha tôi. Thằng nghề con đường là tôi. Cha ghé vào thăm mi. Cha lấy đường vào đền đủ đây đền chào. Ơi dô quan đi gửi lại hòa hoa. Đưa người cha vào thăm mi cạnh đền. Xong đi rồi chuối thằng nghề đường đi. Cha con đã đường nghỉ rồi sau cha tôi. Thằng nghỉ con đường nhà tôi. Cha ghé đi vào.
hầu thăm mi. Cha lấy đi vào đền đu đuộm cha hài vào. Hỡi dô quan đi hỡi lại bò quan, đưa người cha đi thăm các cánh chùa. Xong đi rồi thăm ngày đường đi. Cha ơi răng tiền đi cha về, thằng ngày con đã đưa nghỉ đến trình cha tôi. Với thằng ngày con đưa nhà tôi thỉnh đàn đi cha về thăm mi. Cha lấy hưởng vào chùa thỉnh đàn đi cha đại bảo. Đưa người cha vào thăm các cánh chùa. Xong đi rồi cha thằng đường đi. Cha ơi chùa hang cha vào, thằng con đã đứt nghỉ. Cha ơi cha tôi, thằng con đường ngã tôi. Thành phố cha vào thăm mi. Cha lấy đường vào chùa Phủ Liên cha này vào. Ơi dô quan hỡi lại hòa quan, đưa người cha đi thăm các cánh chùa. Xong đi rồi cha thằng đường đi. Cha ơi xuống dòng người cha vào, thằng người con đã đương nghỉ chung thành nghề cha tôi. Thằng người con đường ngà tôi, cha ghé đây vào thăm mi. Cha đường vào chùa phố hương cha này vào. Ôi dô quan đi hỡi lại hòa hoa, đưa người cha về thăm các cánh nghề chùa. Xong đi rồi cha thằng người đường ba. Thuận đường đi cha vào, thằng nghĩ con đã đường nghỉ sông công đi cha tôi. Thằng nghĩ con đường ngã tôi, cha ghé đây vào thăm đi. Cha lấy đường vào chùa Tân Quang lấy một lần. Hỡi dô quan đi hỡi lại hòa quan, đưa người cha đi thăm các cánh chùa. Xong đi rồi xoay thẳng đường đi. Cha ơi bạch quang cha vào, thằng nghe con đã đường đi phố bỏ cha tôi. Thằng nghe con đường ngả tôi, cha ghé đi vào thăm mi. Cha đường vào đền mẫu hỡi lại hòa qua, đưa người cha đi thăm các cánh chùa. Xong đi rồi xoay thẳng đường đi. Cha ơi Phổ Yên đi cha về, thằng nghe con đã đường nghỉ. Cha ơi cha tôi, thằng nghe con đường ngả tôi. Giáp cha vào thăm đi. Cha được vào đền lục giáp cha này vào. Hỡi dô quan đi hỡi lại mà hòa quan, đưa người cha đi thăm các cánh chùa. Xong đi rồi xoay thẳng đường đi. Cha ơi về tới chung thành, thằng nghe con đã đứng nghỉ rồi. Sau cha về tôi, cha đi về tôi, cha ghé đi vào thăm mi. Cha được vào cha thăm cảnh chùa nhà. Hỡi dô quan đi hỡi lại hòa quan, đưa người cha cháu con đưa người cha đi thăm các cánh chùa. Ngày mai cha phải ra đi, cha ơi xa con đi, xa cháu xa họ hàng đi. Để
con đi thương cháu nhớ thiêng tiếc như đầy vơi. Cha đây về nhà cháu con đi thờ phụng, hỡi dô quan đi hỡi lại hòa quan, đưa người cha ngắn con đưa người cha về giá chung chung y phục mì thờ. Thôi được rồi. Nào, mời cô với này em là đằng sau đi bỏ. Thế là còn có ai còn dặn dò thì ông nhà mình mới không nhỉ? Còn ai cho tiền ông nữa không để lão bán đò nào? Nào thơ mời bà lại đằng sau đi. Mời các bác lại. Đấy. Đò đã lên bến rồi ông đương, ông về Tây chúc ngày lái tôi ra về. Tiền thì bạc không bán thì chẳng ai mua, áo lộc dù đã bán tặng lối tôi kỳ kèo mang đi trả lại. Các con các cháu mang đi mà hoa hoa, toàn ra nhất tâm mì lễ tất. Vâng, ở phần chờ đò cho ông đến đây xong rồi, xin mời các bác đứng dậy đi vào trong nhà. Mời các bác đứng dậy đi vào trong nhà. Giống một nề lòng kính mẹ thờ cha, cho tròn nề chữ yêu mới là con ngoan. Làm con bao yêu mẹ cha, cả con sống trong hiền hòa. Công nghi cha nghĩa mẹ sinh thần, cho tròn mà chữ yêu mới là ơi. Sao ông không nói một lời dù chỉ một câu? Vợ chồng như đũa quá đôi mà hôm nay đây đã gãy đi một mất rồi. Ông ra nơi an giấc nghỉ bộ phận để dãi dầu nắng mi mưa. Ôi ông ơi, để từ nay quần đi quần này đâu quá ông nghĩ nữa rồi. Để bên vợ bên đi con đi trên đời, sớm đi tôi quay quần đã vui buồn đi qua nhau. Nhưng từ nay trở đi em đi lẻ em về đơn. Ông Lương ơi, chân đơn gối chiếc một mình có khổ thân em không đi. Người đã đi sớm bốn ta vào có vợ có chồng. Còn em từ nay đi thui thui đi một mình thì có khổ lắm ông ơi. Thương ông già của tiên thưa mỗi lúc đến gần tình phú thì em gọi bà em khóc em gọi bên ông mấy đời đây. Ôi ông ơi, tình phú thế lúc này đây em khóc gọi
bỏ em ra đi để mà em đau xót nghĩ vô cùng. Gọi ông ơi bao đời ông nào có thương cũng đành ngà vĩnh biệt ông ra đi. Thôi ông ra đi an giấc nghỉ nơi vĩnh nghi hằng ngà. Ông linh nghi thiêng nay ông về ông chức nghi giám mi độ trì cho người vợ trên đi đời được mạnh khỏe. Cha ơi, thế là giờ phút này đây, thời gian tiễn đưa cha thì cứ mỗi lúc lại một gần, chỉ còn ít phút đồng hồ là cha đã phải lên đường, cha ra đi, cha về nơi an giấc nghỉ ngàn thu. Cha ơi, mẹ cùng với tất cả các con các cháu, anh em nội ngoại gần xa, giờ phút này đây khóc gọi cha mấy tiếng mấy lời. Cha ơi, một lạy này đây, mẹ cùng với các con các cháu, anh em nội ngoại xin được lạy đất con lạy trời. Cha ơi, con lạy thứ hai này đây, xin đi được lạy tổ con lạy tiên. Cha ơi, con lạy thứ ba này đây, các con đi các cháu xin quy lạy vong linh hương hồn của cha. Cha ơi, cả một cuộc đời thì cha đã vất vả gian lao. Cha ơi, cha nuôi các con từ lúc sinh thành, chỗ ướt cha nằm còn chỗ giao cha dành cho các con ở đời. Cha ơi, các con tưởng rằng các con được phụng dưỡng báo hiếu cho cha cho mẹ tuổi già. Cha ơi, nhưng con ngờ đâu ngày hôm nay đây, cha bỏ ra đi không quay về, mới mai ấm gia đình nữa rồi cha ơi. Cha ơi, cha bỏ ra đi để cho các con gọi mãi gọi ngoài, sao chẳng thấy cha thương đến một lời. Cha ơi, các con nhớ tuổi còn thơ thì được cha bế cha bồng. Cha ơi, cha dù các con ngủ trong lòng tuổi thơ, nay các con khôn lớn trưởng thành có vợ có chồng, chỉ mong sao có cha như cây cao bóng cả, là chỗ dựa tinh thần cho mẹ và các con. Cha ơi, để cho các con gọi cha bao tiếng bao lời lúc này đây. Cha ơi, cha hãy trở về với các con đi nào. Cha trở về với các con đi cha ơi. Này thương nghi ơi, cha ơi, nay cha đã qua đời. Cha ơi, các con thương cha chín chữ cổ lao. Cha ơi, ơn kia thì các con chưa trả được nghĩa ngợi.
mà nghĩa này các con lại cha ơi, chỉ còn có ít phút nữa thôi là cha đã phải lên đường. Cha ơi, cha phải lên đường nghề, cha về với tổ với tiên. Cha, cha trở về với các con lúc này đi cha ơi. Cha ơi, tình cha bao la, lòng nghề cha mênh nghề ma. Cả cuộc nghề đời vất vả nuôi con. Cả cuộc nghề đời cha ơi vất vả vì con. Cha đã nuôi con bằng nghề đôi bàn tay, bằng đôi bàn tay. Mẹ đã nuôi các con bằng nghề đôi dòng nghề sữa ngọt nề, bằng dòng nghề sữa mẹ. Cả cuộc đời cha vất vả gian đi lao, vất vả nuôi con. Suốt cả cuộc đời cha vất vả vì con, vất vả vì con. Nay đã sắp mi đến đi giờ, cha đến đi xe tang về nơi Tây chúc nghi. Cha bỏ anh đi em đi, cha bỏ họ đi, cha bỏ anh đi, cha đi mãi không về. Nào có quản gì đâu, quyết ra đi để tìm thang thuốc chữa cho cha liền. Lòng lòng quản chi, quần nào quản chi, quyết ra đi cha ơi. Nhưng lòng nghề không quản nắng nghề mưa. Cha ơi, biết biết phải về lòng nghề xót xa bơi đây. Nhiều đêm con ưa lẻ, con bơ vơ vắng nghe bóng cha rồi. Tình cha con đi từ nay xa cách nghe. Cha đã đi về, đi về châu Phật nơi cõi kia. Cha ơi, xin cha đừng nghỉ, bỏ con đi mà đi, bỏ con đi mà đi. Cha ơi, xin đi đừng nghỉ, bỏ con đi mà đi, bỏ con đi mà đi. Khi con biết đi nghỉ cha, thì cha đã không nghỉ còn nghỉ. Cha đã không nghỉ còn. Đừng bỏ con đi cha ơi. Xin đi cha đừng nghỉ, bỏ con đi mà đi, bỏ con mà đi.
ai cướp mất cha tôi. Cha đã đi rồi, cha đã đi xa, xa rời con đi cháu. Nay cha đã ra đi, cha đi mà ngọt ngào như dòng nước trôi đầu buồn đi suốt đi đời vì có gia tăng ân đi tình nghi đậm mà sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dấu nhớ hoài tuổi thơ bên cha gian đi khổ ngày đêm cha chăm mi đó mong đi muốn đi con được lớn đi cô còn đi nhớ những ngày ấy những ngã đêm trường nghề giá lành nghề và cha nằm mì ôm con đi sưởi ấm mà những nghề canh ngà dài nhẹ nhàng hồn con đi và cha kẻ nói này con yêu ơi con hãy nhớ thôi thế là hết đi, hết đi rồi tình cha bỏ, hết đi rồi còn ở đâu cha sống đi trên đời. Các con vĩnh biệt cha, chúc cha về nơi suối vàng, cha an giấc nghỉ ngàn thu. Cha linh thiêng, cha phù hộ độ trì cho mẹ và các con, các cháu, anh em đội ngoại ở đời luôn luôn được mạnh khỏe, bình an. Phép được bắt đầu. Kính viếng hương hồn ông Nguyễn Văn Nương, kính thưa gia đình tăng chủ cùng bạn bè thân hữu gần xa, gia đình thông gia, họ hàng nội ngoại, kính thưa toàn thể nhân dân đang có mặt trong buổi tang lễ. Giữa lúc toàn thể nhân dân thôn Kim Tỉnh đang ra sức tập trung ra đồng, khẩn trương thu hoạch nhanh gọn lúa hè thu, bố trí cơ cấu cây trồng vụ đông kịp thời vụ, tập trung mọi nguồn lực kết hợp với các hộ có ruộng liên quan đến đường Đồng Dinh, ủng hộ để phấn đấu đến hết quý hạn tư năm 2021, con đường Đồng Dinh trở thành hiện thực. Tổ chức lấy ý kiến các bậc cử tri để đồng ý đưa xã Trung Thành sớm trở thành phường, thị xã Phổ Yên sớm trở thành thành phố.
thì nhận được tin báo của gia đình bà Đào Thị Chiên có chồng là ông Nguyễn Văn Nương, sinh ngày mùng 2 tháng 12 năm 1966. Sau một cơn đau tim đột ngột, mặc dù đã được tập thể y bác sĩ Bệnh viện Yên Bình, Bệnh viện Tim Mạch Hà Nội, Trung tâm Cấp Cứu Hồi Sức 115 Hà Nội, anh em, con cháu cùng họ hàng nội ngoại hết lòng chăm sóc cứu chữa, song không qua khỏi, ông mắc căn bệnh quá hiểm nghèo, ông đã từ trần vào hồi 1 giờ 5 phút ngày 11 tháng 9 năm 2021, tức ngày mùng 5 tháng 8 năm Tân Sửu, hưởng thọ 56 tuổi, để tổ chức lễ truy điệu, lễ an táng, đưa ông Nương về nơi an nghỉ cuối cùng. Sau đây, ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới thiệu thành phần ban lễ tang ông Nguyễn Văn Nương hôm nay gồm có các ông bà có tên sau đây. 1. Ông Lê Hồng Phong, trưởng xóm, trưởng ban. 2. Ông Lê Tiến Dụng, chi hội trưởng chi hội chữ thập đỏ, phó ban. 3. Bà Nguyễn Thị Hằng, ban chấp hành hội phụ nữ Kim Tỉnh, ủy viên. 4. Bà Trần Thị Minh, ban chấp hành hội nông dân Kim Tỉnh, ủy viên. 5. Ông Đàm Văn Thạch, chi hội trưởng chi hội cựu quân nhân Kim Tỉnh, ủy viên. Xin mời các ông bà có tên trên nên đứng trước linh tràng ông Nguyễn Văn Nương. Xin mời anh em, con cháu cùng toàn thể nhân dân đứng sau ban lễ tang. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Lê Hồng Phong, thay mặt ban lễ tang nên thắp cho ông Nguyễn Văn Nương một tuần nhang. Xin kính mời. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Lê Hồng Phong, thay mặt ban lễ tang lên thông qua tóm tắt tiểu sử ông Nguyễn Văn Nương. Xin mời ông. Kính viếng hương hồn ông Nguyễn Văn Nương. Kính thưa các đồng chí trong ban tang lễ. Kính thưa toàn thể quý vị, quý khách xa gần. Sau đây tôi xin phép được thay mặt cho ban lễ tang thông qua tóm tắt tiểu sử của ông Nguyễn Văn Nương. Ông Nguyễn Văn Nương sinh ngày mùng 2 tháng 12 năm 1966, nơi sinh xóm Kim Tỉnh, xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Ông Nguyễn Văn Nương sinh ra trong một gia đình nông dân, khi còn nhỏ sống phụ thuộc vào bố mẹ, được bố mẹ nuôi ăn học đến hết lớp 9 hệ 10 trung học phổ thông. Trong giai đoạn đó, do điều kiện gia đình ông có nhiều khó khăn, ông không thể tiếp tục theo học được. Ông trở về tham gia sản xuất cùng gia đình. Khi đến tuổi trưởng thành, phát huy truyền thống yêu nước của cha anh đi trước, tháng 8 năm 1985, ông lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc thuộc đơn vị Sư đoàn 346, Quân đoàn 26, Quân khu 1. Từ đó, ông tích cực tham gia vào các khóa huấn luyện chiến đấu của đơn vị. Đến tháng 12 năm 1988, ông đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, trở về địa phương, tiếp tục cùng gia đình tham gia lao động, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình và các phong trào của địa phương phát động. Về đời tư của ông, năm 1984, ông đã xây dựng gia đình với bà Đào Thị Chiên là người cùng xóm. Từ đó, ông bà gắn bó với nhau xây dựng cuộc sống gia đình. Trong cuộc sống thường ngày của gia đình, ông bà gặp rất nhiều khó khăn, song ông bà vẫn tự động viên nhau vượt qua tất cả để nuôi dạy các con đến tuổi trưởng thành.
ông bà đã sinh được hai người con, một gái, một trai. Đến nay, các con của ông bà đã có gia đình riêng. Ông bà đã có ba cháu nội, hai cháu ngoại. Chỉ còn ít phút nữa thôi, ông vĩnh biệt cõi trần về với tiên tổ để vui với nắng sớm mây chiều, vui với bồng lai tiên cảnh. Tình đời đứt đoạn nỗi đau khôn cùng. Vui tình phu thê phụ tử nghìn thu vĩnh biệt, cảnh âm dương đôi ngả chia lìa. Dâu rể đó ngậm ngùi thương xót bố, với đức tính hiền lành của ông ai cũng lưu luyến tiếc thương. Ông nương mất đi để lại những tiếc thương cho dòng họ và gia đình. Dòng họ mất đi một thành viên, người vợ mất đi người chồng nhiều năm gắn bó, con cháu mất đi người cha, người ông. Hội cựu quân nhân mất đi một hội viên, xóm làng mất đi một công dân tích cực tham gia vào các phong trào của địa phương, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong giờ phút đau thương ly biệt này, cho phép tôi được thay mặt cho cán bộ và nhân dân xóm Kim Tỉnh xin gửi tới gia đình tang chủ lời chia buồn sâu sắc nhất. Chúc ông nương về nơi suối vàng an giấc ngàn thu. Chào vĩnh biệt. Để tưởng nhớ tới hương hồn của ông Nguyễn Văn Nương, tôi đề nghị toàn thể mọi người trong lễ tang dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Thôi. Để đáp lại tình cảm mà cán bộ và nhân dân cùng các quý khách đã giúp đỡ gia đình trong suốt thời gian diễn ra lễ an táng, xin đề nghị một thành viên gia đình xin có lời đáp từ. Xin mời anh Nguyễn Văn Luân. Kính thưa ban tổ chức tang lễ, kính thưa ban lãnh đạo thôn Kim Tỉnh, kính thưa các cụ, kính thưa các ông, các bà cùng toàn thể họ hàng nội ngoại, các gia đình thông gia, bạn bè gần xa, bà con lối xóm. Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin. Bố tôi là Nguyễn Văn Lương, sinh ngày mùng 2 tháng 12 năm 1966. Sau một thời gian lâm bệnh hiểm nghèo, mặc dù đã được gia đình, tập thể y bác sĩ Bệnh viện Yên Bình tỉnh Thái Nguyên, Bệnh viện Tim Mạch Trung ương tận tình cứu chữa, nhưng bố tôi không qua khỏi. Bố tôi đã từ trần vào hồi 1 giờ 5 phút ngày 11 tháng 9 năm 2021, tức là ngày mùng 5 tháng 8 năm Tân Sửu, hưởng thọ 56 tuổi. Vậy, cho phép tôi thay mặt gia đình xin gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức tang lễ, ban lãnh đạo thôn Kim Tỉnh, các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể họ hàng nội ngoại, các gia đình thông gia, bạn bè gần xa, bà con lối xóm đã bớt chút thời gian đến chia buồn và dự lễ truy điệu, lễ an táng, đưa bố tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Sau khi đưa bố tôi về nơi an nghỉ cuối cùng, tôi xin trân trọng kính mời ban tổ chức tang lễ, ban lãnh đạo thôn Kim Tỉnh, các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể họ hàng nội ngoại, các gia đình thông gia, bạn bè gần xa, bà con lối xóm về tại gia đình ăn trầu uống nước và ăn bữa cơm chia buồn cùng gia đình chúng tôi. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình xin được lượng thứ. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn. Chân linh Nguyễn Văn Huy Lương, chân linh Nguyễn Mạnh sinh binh ngọ niên mười nguyệt nhật thời, thu sinh hương thọ ngũ thập lục tê đại hàn thu tân sửu niên bát nguyệt sơ ngũ nhật tý thời,
phần tình tây quý ngưỡng nguyên chân linh nhất chân bơn mười lục dục đốn không vinh thoát nhân gian sinh tử căn trầm đôn nhập như lai bao minh không hải quan âm tác ban thế chi vi bằng bát đương chỉ trung thân tây đẳng cửu liên đài bạn nhậm tiêu giao thần thế tịnh vực nghiệp tạ trần lao liên khai cửu phẩm chi hoa phật thụ nhất sinh chi kỳ giáo hữu di quan chân linh cẩn đương trì tùng ái hà thiên sinh lang khổ hải vạn trùng ba dung thoát luân hồi khổ cấp cấp niệm di đà nam mô a di đà phật 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 di đà phật nam mô a 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 di đà phật nam mô nam mô a di đà phật 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 nam mô a di đà phật. Báo bây giờ là đến giờ di quan đưa anh nương về nơi ăn nghỉ cuối cùng, xin mời ông Nguyễn Đức Cường lên chấp lệnh, ông Nguyễn Văn Mạnh, Đàm Văn Mạnh lên đánh trống, xin mời anh em Đỗ Thùy cùng con cháu vào phủ tây đưa anh nương ra xe tang. Xin thông báo lại, xin kính mời anh em Đỗ Thùy cùng toàn thể anh em con cháu trong gia đình vào phủ tây đưa thi hài ông Nguyễn Văn Nương ra xe tang. Để chi điều đã xong, nay Phật an táng độc tụ hành. Cha ơi đúng đà, các con đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cả cuộc đời không ai khổ bằng cha. Tần tảo sớm hôm cha mẹ nuôi các con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy che chở cho các con. Ngày hôm nay cha thác chẳng còn, các con khóc đưa tiến cha ra đi một quãng đường trần sau quê. Cha ơi thế là giờ phút đi chia ly. Cha ơi thế là giờ phút đi chia ly, nay đã đến mất rồi. Cha ơi, các con xin cha đừng bỏ ra đi. Cha ơi, các con xin cha đừng bỏ các con đi mà đi. Suốt cả đời cuộc đời cha đã vất vả vì các con. Ngày hôm nay cha ra đi mang theo thâm thân như hà gầy, đừng bỏ con cha ơi, xin đừng bỏ con mà đi. Tiếng trống thiên tiếng kèn đi đường, cha ơi cha về nơi suối vàng nghỉ. Cha bỏ các con hà rồi, đừng bỏ con cha ơi, đừng bỏ con mà đi. Giờ phút tiễn đưa cha, cha ơi nay đã đến hà rồi. Cha ơi tình nghĩ cha bao la.
vất vả đuổi con. Cả một đời vất đi vả vì con. Cha đã nuôi con bằng đôi bàn tay. Mẹ đã nuôi con bằng dòng ý xưa mẹ. Nay cha bỏ ta đi, xin đi đường nghề bỏ con mà đi. Đừng bỏ con cha. Còn biết nga thương xót thì cha đã không còn. Đừng bỏ con, cha ơi xin đừng nghe bỏ con mà đi. Cha nên nghe xe bước cha về Tây Trung. Cha bỏ cả mi con, bỏ cả xóm phi làng nghìn. Nay cha bỏ ra đi, xin đi đường nghề bỏ con cha hiền ơi. Ai cướp mi cha nay cha đã đi xa rồi, cha đã đi xa, xa rời con cháu, xa cả anh em, xa xóm mi xa làng. Giờ cha đã đi xa, con biết thì cha đâu. Giờ cha đã đi xa, cả con biết thì cha. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
phơi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đà Phật.